Hello bạn, hồi đó là nhanh thiệt mọi người. Lần sau hoàng cái tới trưa rồi anh em, mới giờ cho cá ăn trưa xong đây thôi. Thì sẵn thấy có cái bài này nè mọi người, giới thiệu với lại các bạn Vinrate nè. Đáng lẽ mình tắt trống máy cho bài này từ sớm rồi, nhưng mà mình neo neo rồi, cái bây giờ là mình thấy có cá mái cá bầu nè mọi người. Anh em nào gần gần mình mà thích Vinrate mà thích có cá mái bầu về để mà có cá bột liền á, thì cứ việc liên hệ với mình nha. Thì bài này mình thấy là đẹp nha, cá màu mè đồ là đỏ tươi mà màu đỏ rất là đậm đó. Vây thì mình thấy nhìn nghiêng nghiêng đuôi với vây là thấy cũng rất là ổn áp luôn, đuôi nè cũng to, vây cũng tròn rồi nha mọi người đó. Tổng thể bầy nè chưa dạt một thành viên nào trong bầy này hết đó. Tắt máy trễ quá mọi người, do là lần sầu quần rồi neo đợi kệ, tính đợi kệ rồi tách rồi lên khay luôn đó, rồi cái thói ấy luôn, phọc luôn. Thì mới cho cá ăn trưa đây xong hả mọi người. Mình set up khu bên kia xong rồi cả đây nè các bạn, đang chuẩn bị thả cá. Dán đồ xong rồi, giờ chuẩn bị là dán cho cái tầng trên này nữa, cũng vẫn là chín cái và dán đề can xanh luôn. Thì dán đề can xanh hơi phọc chút xíu nha anh em. Các bạn biết sao không, mình nhớ là cái khổ đề can của mình đó là 6 tấc đó, thì 6 tấc cắt làm ba cái hồ này, hồ lọt lòng 20 thì mình dán lọt lòng là đẹp. Ai nhà đâu tới chừng mà đo đo cái kích thước thực tế ra cái phần đề can có 5 tấc mấy à mọi người, 50 mấy cm thôi, thành ra là cứ cắt làm ba ra là sẽ thiếu một miếng, có một cái hồ sẽ thiếu một miếng như vậy đó nè, đây nữa nè, nó thiếu một miếng thôi kệ luôn mọi người, tiết kiệm đi đó. Mặc dù rất là muốn làm cho đẹp nhưng mà thôi kệ, tiết kiệm đi, điều kiện kinh tế không cho phép nói vậy chứ đề can nào cũng rẻ anh em, chứ không có mắc, nhưng mà lần đi lần cực mà bỏ thì phí thôi. Để dán đó nhiều khi tạo điểm nhấn, lấy đủ ánh sáng cho cái hồ của mình luôn cũng không chừng, đúng không? Thì mình thấy trước mắt là cái hồ mà chỉ dán đề can đít không, nhìn cái hồ sáng lắm đó, mà cái hồ mà thiếu miếng đề can nữa, thiếu thiếu chút xíu đó là nhìn còn sáng nữa anh em đó. Thôi rồi, chuẩn bị là thả cá nha mọi người. Nước này là nước mình trữ sẵn trước đó mấy ngày rồi, mình mới vô là cứ hồ vậy, mình vô tầm khoảng 10 cm nước để chuẩn bị thả cá thôi. Thì thả xong rồi, rồi cá ổn rồi, xong hết rồi mình mới nâng nước lên nha, quy trình đó. Cái khay này bỏ vô không có lọt nhưng mà vẫn chạm chạm được mí nước, không sao hết nè. Mấy bầy cá mình tách trong máy nè, chuẩn bị tách nữa nha, bên kia mình còn một bầy cần phải tách nữa, với lại là mấy bầy lặt chặt nhỏ nhỏ mọi người. Chủ yếu tách mấy bầy nhỏ nhỏ, mấy bầy kiểu này nè, lọt lọt sà trọt nè đó, hồ chỉ có mấy cháu thôi. Cá ăn xong rồi thành ra là no no nê. Úi hên nè, người ta mái nhảy ra các bạn, hôm qua mình có châm nước thêm á. Đó, bài này mình cũng mới vừa thu hoạch gần đây thôi, có một bé cá bột bị tật rồi, lứa một nha mọi người, lứa một hơi ít đó. Hồ đó mình ngâm nữa các bạn. Mớ cá nhiễm nè, mình lọc lại nè, thì nói chung là cái dàn khung rất là ngon, body đồ mập út 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 nút à. Thì sẵn mình cũng dọn dẹp ở bên đây, dọn dẹp khay nhựa để mà nuôi cá bột rồi nè mọi người, vô nước rồi nè, này là mình ngâm rồi nha, mình ngâm mình xử lý rồi xong hết rồi đó, vô nước rồi chờ ổn định đó là sẽ thả cá bột nè. Mình còn bầy này mình chưa tách nè, ui da mém chút nữa trời cuốc cái đuôi rồi.
mấy chỗ nuôi cá, mấy chỗ mà đọng nước thường hay bị đóng rêu mọi người, mang mang dép vô lặn hoàng trợ của cái đội mới té cách đây mấy ngày thôi chứ gì. Đang bưng bưng cái khay cá, uốt cái đội hết cái khay cá văng tùm lum đi kiếm từng con cá. Đó, đây này cũng ngon lắm. Cũng ngắn ngắn thôi mà. Hy vọng sẽ suôn sẻ mọi người. Chứ cái mùa này thì cũng không nói trước được điều gì. Đó, mùa này thì mình nói thật là không nói trước được điều gì. Nhiều khi sốc nhiệt. Gặp cái kiểu mà thời tiết ui ui nè, ui ui mắc mưa tới nè. Này là cũng chua lắm nha. Với lại là bữa nay hơi ngọt chút, gió ít. Có mấy ngày nắng á, mà mình xuống gió nuôi cá một chút xíu là mình ngọt thở anh em. Nóng quá ngọt thở luôn. Là đi vô nhà là chỉ có ngồi trước cái quạt máy há mồm thở thôi. Này là Meta Replay. Chưa được 2 tháng mà các bạn coi cá. Mới có 1 tháng 20 ngày thôi hả ta? Đúng không ta? 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi anh em, 20 tháng 3, 20 tháng 4. Đúng rồi, tầm 1 tháng rưỡi. Rồi, coi như là đại khái là cũng gần xong rồi. Còn sắp kể đồ xuống là cạch cạch xuống đây cái nữa là lên khay nhựa rồi là thấy đẹp lên. Bây giờ là thấy sập sệ quá. Quá sập sệ luôn. Đó, từ từ các bạn ơi. Có mình làm à, thành ra là chậm rồi đúng rồi. Chứ không có nhanh được. Đó, và cái tác phong làm của mình cũng hơi chậm. Cái gì mình cũng chậm. Kiểu chậm mà chắc á. Mấy bài này là đang ra sùa lô, đang bắn tia nè. À, nói gì nói chứ vẫn còn chắc cách bài này nữa. Bài đó với bài này là 2 bài, tổng cộng phải 4 hồ. Bên đó là mình chính mình mới xài có 3 thôi, là còn 6. Ôi, dư sức. Cách bài này nữa, cách bài này nữa. Đó. Ngon lành luôn. Đây này út nút. Đó. Hy vọng bài này sẽ suôn sẻ nha. Chứ cái dòng này mình không biết làm sao. Chắc do mình. Tại vì nhiều quá rồi quản lý không sể hay sao. Chứ mình nuôi được tới đây nè. Là cá rất là ngon nha. Nhưng mà từ đây trở về sau á. Làm như mình bị mình bỏ bê hay sao. Cái bị lép lại. Lép rồi tóp bụng môi tùm lum á. À mà ở dòng câu bát mình thấy cũng dễ bị tóp bụng thiệt. Dễ bị tóp bụng. Dòng tím cũng mới cho ăn xong. Này là mình có cập nhật với các bạn ở clip trước rồi. Này cũng cắt được rồi. À, thôi chắc tắp bài này luôn quá. Ê mà bài này cũng đông, bài này đông mà phải nhốt hồ bự là xử lý tách cái mấy cái hồ, mấy cái bầy ít của cái mấy cái hồ bự đó. Rồi xử lý hồ rồi đem dòng kém lên. Từ từ. Đó. Bạn thấy luôn su bu cả lên. Có cái bài này bữa nay mình cho ăn mình thấy là ăn hơi ít nè, để một lát mình thả cho một tí tơi tra với lại ấy mới được. Hình như bữa nay cá bài này hơi ngơi ăn nhẹ. Không được, không được đòi ăn dữ. À, người ta là người ta bơi lanh dữ lắm. Ivory luôn nè mọi người. Ivory này là 27 tháng 3, cũng tháng rưỡi luôn á. Tháng 10 ngày chứ không được tháng rưỡi nè. Này Ivory luôn nè. Này này gì mình không nhớ luôn. Có ghi không? Phút rồi. Hình như là White Tiger hay gì đó. Này rồng tím nha. À, giá thăm 7 con rep Luia coi. Đây bạn.
Còn lên tay bơi chưa chứ không gì. Chưa thấy lên tay bơi. Ấy lên tay bơi nè mọi người, nhú tay bơi nè. Đó. Ứng trống nhú tay bơi nè. Được 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 mấy cháu. Ủa sao có con cháu vậy? Thôi kệ, có là mua vui rồi anh em, có là vui rồi. Tay bơi bự nha. Được. Đấy, bé này cũng nhú luôn nè. Đó, được được rồi mọi người ơi. Có lý rồi. Đó. Có lý rồi. Này máy phun rét. Bên đó mà lên hồ kính xong hết là mình đủ chỗ để mình thả cá đâu các kiểu mọi người. Chứ đang thiếu. Nhìn thấy cũng ấy lắm, lịch sự lắm. Để dọn dẹp xong cái mới được chứ còn vẫn còn quá sức bừa. Nè khay nè, khay mình mua 20 mấy cái mình để sẵn rồi đó. Đó. Để đợi kệ xuống cái nữa là đặt khay lên là lụm. Kệ chờ đang chờ sơn. Thôi, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nha. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và màu lớn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình.